Unte. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nhịp Sống Gen G. Và các bạn ơi, ngày hôm nay ba bọn mình sẽ cùng nhau ngồi đây và review một MV mới nhất của chị Nguyễn Thạc Bảo Ngọc. MV mang tên là Mất Anh. Sao đấy? Mất Anh rồi. Đó, với sự góp mặt và tham gia của hai diễn viên vô cùng là xinh đẹp và đẹp trai, đó chính là Mụ Vinh và Mụ Phương. Thời gian này mình chưa có xem đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng đây sẽ là một MV nó sẽ không có quá nhiều điểm nhấn. Bởi vì sao ạ? Bởi các bạn biết rồi đấy. Tại sao không mời mình? Wow. Tại sao lại không mời mình mà lại để Mụ Phương và Mụ Vinh? Chết tịch. Ekip biên đạo chết tịch. Thôi không làm nữa. Ok. Làm luôn. Mày chúng ta sẽ ngồi nhau review luôn để xem rằng Mụ Phương và Mụ Vinh trong MV này hai bạn ấy đã làm những cái gì sau lưng mình các bạn nhá. Action. Nhấn. Khung cảnh này... Bạn ơi, MV này là quay ở Bắc đúng không? Không phải đâu bạn ơi, cái này được quay ở quán rượu. À, quán rượu các bạn ạ, chứ không phải Bắc các bạn nhé. Ơ, tay ai đây? Móng này là tay Mụ Phương. Nhưng mà sao lại... Sao giọng này nó tròn thế? Sao lại cầm cái ly nó thì này nhỉ? Thế cầm như nào? Cầm ở dưới, nó mới đẳng cấp, nó mới sang chảnh. Thì mày có cho tao đi uống rượu vang bao giờ đâu, tao biết. Trời ơi, mình chỉ cái táo mèo với cả rượu mơ thì nó chẳng rồi, thế. Rồi, tối nay hai đứa về chỉ bảo nhau riêng nha. Tiếp tục này. Cái tay này múc thế. À lắm. Ây da, khuyên tay con rắn. Người à? Có nhưng mà trốn đi hết rồi. À. Thế là hôm đấy tôi bao ông nguyên quán. Mà bà Phương thất tình à? Phương thất tình à? Cái gì? Ồ, bạn ơi, bạn đang định hôn nhau với ai vậy? Có phải... Tôi... thật ra là tôi không hề hài lòng với cảnh này một chút nào. Vì như cái yêu cầu của tôi ấy, đối với đạo diễn rằng là tôi cần một cảnh táo bạo hơn như này. À, táo bạo hơn? Để tả được cái vai của nhân vật. Thế nhưng mà chỉ có hôn không thôi. Ui dồi, ồ thế này. Thật ra là... Vinh Chu muốn gửi lời nhắn nhủ đến đạo diễn ấy, là sau nếu mà có mời Vinh Chu thì hãy dùng Vinh Chu vào những cái vai nó rực rỡ hơn ấy. Tôi rất là chứ muốn lấy cảm hứng từ bộ phim là nó chưa bốc lắm. Đúng rồi. Nó là như kiểu bẫy ngọt ngào ấy. Nó mới đủ để thể hiện cái đẳng cấp diễn xuất của một diễn viên chuyên nghiệp như tôi. Ok bạn nhá. Mụ Phương thì uống rượu, còn Mụ Vinh ngồi hôn nhau. Bắt gặp. Bắt gặp. Của chị chị Bảo Ngọc ấy là cái khuyên mũi nó hình tròn, còn cậu là cái đính đính đúng không? Cái đính đính. Gớm kiểu chị em có điểm chung rồi đấy. Để ý người ta quá nhỉ. Đang nhìn cái khuyên mũi. Đi cả bên phải, bên trái. Sao lại khóc này? Rượu cay à? Buồn. Buồn, tất tình. Em có thích rượu ngọt không? Hiện tại không sẵn. Buồn. Ôi, mạnh lùng quá. Cậu nhìn thấy gì không? Ôi, đẹp trai quá. Quên môi là tớ lòi, tớ khói. Này này, em có nhớ lúc đấy là anh nói gì với em không? Em nói gì? Uống đi em, đừng có nhấp môi. Em mà làm anh cáu là anh phạt em gấp đôi. Em tưởng anh bảo là anh đánh con 82, nó về con 81. Tớ vừa tưởng đúng rồi. Tớ vừa tưởng là cậu hôn nhau con bé nào không mà sao tự dưng bây giờ lại... Chết đi. Chứ xem đây tiếp là đi. Quá khứ. Xem tiếp đi rồi cái nội dung. Đạo diễn sẽ được cái nội dung nó sẽ được hé lộ vào những phần sau, xem tiếp. Nỗi đau đây như ngàn phế trào. Sẽ cùng em đến ơi. Các bạn ạ, đây là thực sự là một cái MV mình nghĩ là bây giờ bắt đầu nó có điểm nhấn đây các bạn ạ. Điểm nhấn ở đây là gì? Điểm nhấn ở cái reaction ý. Điểm nhấn của mình, chứ không phải điểm nhấn trong MV mọi người ạ. Đến tầm này bắt đầu mình đã thấy bắt đầu hơi nóng người đấy các bạn, hơi nóng người đấy. Mình không biết là gia đình Di Phương cảm thấy nào chứ thực sự mình hơi nóng người rồi. Cái gì ấy? Đây là kiểu đang đốt vàng mã à? Hay sao? Cái này là nó phả hơi lên cho đẹp thôi. Tưởng đốt vàng mã nhìn cứ lòi. Ông người tào lao ghê. Hôm nay quay mà không giảm à? Đấy không phải đốt vàng mã. Không phải là vàng mã. Mọi người nhìn kỹ nhá thì mọi người sẽ biết được
móng tay của chị Bảo Ngọc là màu đen xì, còn của mình là màu caro mọi người nhé, màu caro đấy. Chúa tể tào lao, cái gì đây? Sao đang là ba xong rồi mẹ gọi về sao mà tự nhiên chạy đường này? Đấy, ôi diễn được rồi chứ không phải diễn tả nữa. Ôi tình cảm quá, để đấy làm lại. Thôi. Xong rồi chị, không phải tôi tưởng chị nhìn thấy, tôi tưởng ông tán nhà chị này luôn. Không, cái này là ngoài đưa lòng chứ. Ôi, đây là quay đâu ấy? Quá, xa cô cây à, xem sàn đi. Càng giữ càng mệt, cây thay em buông ra. Có biết cái điện thoại của ai không? Anh em thấy sao? Ai không mà? Không có ai mời có tiền, nó cứ mắm ấy. Đây. Này, tôi hỏi thật nhé, ông đã bao giờ được đi cùng Hà Phương như này chưa? Nhưng mà trời này có mưa đâu. Mưa? Hả? Ôm đấy mưa. Nà đi. Mày có nhìn thấy tóc tao không? Tôi tả vào tôi. À, bảo sao tóc bết. Bây giờ mưa. Ờ. Này, tôi hỏi thật, ông đã được bao giờ như thế bao giờ chưa? Duy. Được rồi. Đã được như thế bao giờ chưa? Được trong được tính tốt rồi. Đã được ôm như thế, được nắm tay như thế chưa? Duy, hôm nay không phản ứng gì à? Nó đau khổ quá rồi. Đạo diễn ạ. Em thật sự cũng hiểu nổi đạo diễn nghĩ cái gì. Không, đạo diễn này là đúng mà, đạo diễn thấy là cảm ấy. Cãi nhau rồi. Sai không? Không. Không. Cảnh thì đẹp. Thế xấu không? Xấu. Ôi, tôi được ôm biết gì ơi, ôm chặt lắm. Lúc ông em diễn tả lại đi. Ôi anh như nào em diễn tả lại đi. Nghĩ là tôi mình định nói gì nhỉ? Nói chung là ok. Nỗi đau này như ngàn vết. Thật ra là đạo diễn ấy muốn truyền tải cho Phương một thông điệp là đấy, chỉ cần cách xa mình thôi, ở bên thằng nào cũng thế thôi, Phương đều bị sẽ bị đá như thế hết. Thế nên là đây cũng là một cái thông điệp rất là ý nghĩa và thực sự rất là phải tinh tế ấy. Thì mọi người có thể nhận ra được cái nội dung mà đạo diễn muốn truyền tải cho các bạn. Mình đã hiểu lý do vì sao đạo diễn không chọn mình đóng cùng Phương rồi, bởi vì nếu mà thế thì nó sẽ là một MV hạnh phúc, còn đây là một MV rất là đau khổ và muốn nhắn nhủ riêng đến Phương thôi. Đấy, anh em tinh tế nhá. Không hiểu sao mình nhìn thấy mặt mụ Phương một kiểu đau buồn thất tình, mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình cảm thấy rất là mãn nguyện thỏa mãn luôn các bạn, thật sự là như thế. Chung là mình phải ngồi chờ từ đầu MV đến cuối MV chúng nó mới chia tay mọi người ạ. Xem từ nãy bây mình chia tay. Ủa? Rồi anh được lên hình của bấy nhiêu ấy thôi à? Thế thôi. Ai là những chiếm từ đầu đến cuối có gì nữa? À nhưng mà được lái kia ôm. Duy ạ, được lái kia ôm. Ok. Thì sau khi mà nghe xong ca khúc này ấy, nghe xong MV này thì mình cảm thấy đây là một bài hát thực sự là sắp tới nó sẽ trở thành một bài hot luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì các bạn nghe cái giai điệu, cái melody của nó ấy, rất là cuốn, rất bắt tai, rất là cảm xúc, rất là ngọt ngào. Các bạn có thể cảm nhận được cái nỗi đau của ai đó đang ngồi đây thông qua bài hát này. Các bạn hiểu chứ? Đó. Thì mình hy vọng rằng sau khi ra mắt ấy thì các bạn sẽ ủng hộ thật nhiều cho MV này nhé. Còn mình phải nhấn mạnh một điểm nữa là MV này điểm nhấn nó không có nhiều, bởi vì sao ạ? Bởi vì các bạn biết rằng nam chính thì lại không phải là mình. Đó, thì hy vọng rằng lần sau mà có MV nào hạnh phúc ý, thì hy vọng rằng đạo diễn sẽ nhớ đến mình và cho mình xin một vai trong này để mình có thể reaction một cách nó ngọt ngào, tình cảm, tha thiết, da diết hơn. Có mày thật sự là bực đó. À sợ chết tịch, các người làm cái quay trong MV vậy. À chết tịch rồi.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những lần react lần sau nha. Chiếc tình rồi.